đưa bé 3 tuổi vào cấp cứu, nam thanh niên bị đánh chết ngay tại bệnh viện. Sau khi va chạm với một bé 3 tuổi chạy từ vỉa hè ra, anh Duyên đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc đang đợi thanh toán viện phí, anh đã bị nhóm thanh niên đánh chết ngay tại bệnh viện. Theo đó, được biết nhóm thanh niên đánh anh Duyên tử vong tự xưng là người nhà của cháu bé, mặc dù đã được các bác sĩ bệnh viện Triều An chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu, tuy nhiên đến 15 giờ ngày 25 tháng 6, nạn nhân đã tử vong. Đưa nạn nhân va chạm giao thông đi cấp cứu, nam thanh niên bị đánh chết. Trên thang thông tin y dược cũng đã đưa thông tin về việc một nam thanh niên bị đánh chết tại khu cấp cứu của bệnh viện. Cụ thể, sau khi va chạm giao thông với một bé 3 tuổi, anh Nguyễn Hữu Duyên, 22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên, tạm trú tại quận Bình Tân, đã chủ động đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, anh cũng đang chờ thanh toán viện phí. Lúc này, tại bệnh viện bỗng xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt tự xưng là người nhà nạn nhân. Sau đó, nhóm người này đã xông vào đánh chết anh Duyên ngay tại khu cấp cứu bệnh viện Triều An. Theo thông tin được cung cấp, vào ngày 26 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương truy bắt nhóm côn đồ đánh chết anh Duyên ở trên. Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, anh Duyên điều khiển xe máy chở người bạn lưu thông trên đường số 6B, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Sau đó, xe của anh có đụng vào bé Tâm, 3 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Quyền, trú gần đó, chạy từ trong vỉa hè ra. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Duyên đã cùng chị Quyền đưa bé Tâm tới bệnh viện Triều An để cấp cứu. Sau đó, các bác sĩ xác định cháu bé không bị gì nặng, chỉ chảy sức nhẹ. Nghe vậy, anh Duyên chờ nộp tiền viện phí cho bé Tâm thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Bảo vệ bệnh viện thờ ơ nhìn côn đồ đánh chết nam thanh niên tại khu cấp cứu. Lúc này, 6 thanh niên chở nhau bằng 3 xe máy chạy thẳng vào khu vực anh Duyên chờ đóng viện phí. Một tên bước tới hỏi, thằng nào đụng cháu tao? Vì nghĩ cháu bé đã không bị gì nên anh Duyên thừa nhận mình là người va chạm với cháu bé. Lập tức cả 6 tên dùng tay đấm đá cho đến khi nạn nhân ngã xuống nền nhà. Tiếp đó, nhóm người còn nắm tóc anh Duyên kéo lê từ trong khu cấp cứu ra đến bồn hoa phía trước và đập đầu anh Duyên vào bồn hoa này. Sau đó, chúng còn kê cổ nạn nhân vào cạnh bồn hoa đập cho đến khi anh Duyên gục hẳn. Ngay sau đó, anh Duyên đã được các bác sĩ bệnh viện Triều An chuyển thẳng lên bệnh viện Chợ Giấy để cấp cứu. Nhưng đến 15 giờ ngày 25 tháng 6, nạn nhân đã tử vong. Điều khiến nhiều người phẫn nộ chính là sự việc xảy ra ngay trước khu cấp cứu của bệnh viện Triều An. Nhưng các bảo vệ chỉ đứng nhìn mà không hề can thiệp hay bảo vệ anh Duyên. Chỉ đến khi đám côn đồ bỏ đi, các bảo vệ mới gọi điện báo công an trình báo. Nhận được tin báo, công an phường An Lạc đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân đã có mặt và tổ chức khám nghiệm hiện trường và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn để làm rõ. Được biết, cơ quan công an đã xác định được thân nhân của nhóm côn đồ đánh chết anh Duyên thông qua mẹ của bé Tâm. Sau khi gây án, nhóm hung thủ đã bỏ trốn. Đối tượng đã gây ra cái chết cho anh Duyên tại khu cấp cứu của bệnh viện Triều An.